Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có gần 200 trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2023. Ngoài xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngoài xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì năm nay các trường vẫn sử dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm. 6 tháng nữa mới đến kỳ xét tuyển cuối cùng, nhưng thời điểm này trường đại học Fedica đã tổ chức xét tuyển sớm với hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét học bạ trung học phổ thông. Việc xét tuyển sớm không chỉ thuận lợi cho thí sinh mà còn giúp cho trường chủ động hơn trong công tác tuyển sinh. Nhất là trong bối cảnh năm nay, trường mở rộng thêm 5 ngành mới với chỉ tiêu tăng gần 2.000. Xét tuyển sớm ý, thì các trường cũng có thể đo lường được cái số lượng thí sinh quan tâm các trường mình, cũng như đo lường được là những cái sự quan tâm của xã hội đối với các ngành học của nhà trường đang đào tạo, đặc biệt những ngành mới mở. Ngoài 50% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông, thì năm nay trường Đại học Giao thông Vận tải cũng tổ chức xét tuyển với 3 phương thức từ học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa. Tuy nhiên, mỗi mã ngành lại chỉ dùng tối đa 3 phương thức, một số ngành chỉ dùng 2 phương thức. Đổi một chút là cái tỷ trọng một số ngành, ví dụ như là trước là khoảng độ 50%, thì bây giờ ví dụ học bạ khoảng 40%, rồi lại thay đổi là tăng cái phương thức là xét bằng cái phương thức khác, thì tất cả đều sử dụng phương thức xét tuyển. Dù áp lực khi phải tham gia nhiều kỳ tuyển sinh sớm, nhưng sẽ giúp cho các em học sinh yên tâm hơn trong việc phải cạnh tranh ở kỳ thi cuối cùng, xét bằng điểm thi tốt nghiệp. Vậy nên phương thức này vẫn được nhiều thí sinh lựa chọn. Tuy nhiên, việc xét sớm nhưng kết quả trúng tuyển hay không vẫn phải chờ lọc ảo chung. Sinh sẽ phải đăng ký trên cổng thông tin của trường và chúng tôi sẽ duyệt hồ sơ trước, cũng như là sau khi mà duyệt xong thì chúng tôi sẽ công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Và trên cơ sở cái kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đó, các em đăng ký trên cổng thông tin của Bộ và sẽ được xét chính thức khi mà lọc ảo chung toàn quốc. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lọc ảo chung là cần thiết để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, nhất là trong bối cảnh hiện có nhiều kỳ thi riêng như hiện nay. Bộ đã yêu cầu tất cả các nguyện vọng thí sinh bằng cách bất cứ hình thức tuyển sinh nào đều phải đăng ký và minh bạch trên hệ thống. Bộ Giáo tạo sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra để đảm bảo các kỳ thi này nó diễn ra đúng như yêu cầu ở trong quy chế tuyển sinh, để đảm bảo về yêu cầu về chất lượng, về tính minh bạch, tính công bằng. Để giúp thí sinh tránh tối đa nhầm lẫn, thì năm nay việc đăng ký xét tuyển sẽ được thực hiện theo ngành thay vì đăng ký theo phương thức xét tuyển. Như vậy, dù sử dụng phương thức xét tuyển nào, thì khi đăng ký vào ngành học mong muốn, thí sinh có thể sử dụng bất cứ kết quả nào mình đang có để trúng tuyển. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khuyến cáo các trường loại bỏ những phương thức không thiết thực để tránh gây nhiễu thông tin với thí sinh.